Giới thiệu với cả nhà thì đây chính là một cái ống đựng phân bón nhé. Phía trong thì đựng cái dung dịch kích ra rễ Minh Đức 901. Đấy. Thì về đối tượng người sử dụng cái loại phân bón này thì nó cũng rất là đa dạng này, trải dài từ các loài hoa đến một số các cây ăn quả và thậm chí là một số những cái cây công nghiệp khác nhé. Cách sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta kích rễ cho những cành dâm đấy, hay thậm chí là cây con thế nào. Đấy thì nhìn đây thì chúng ta sẽ thắc mắc đôi chút là về cách sử dụng đúng không? Đấy, thì cách sử dụng cái kích ra rễ Minh Đức này hay chính là sử dụng như cái ống này cũng rất đơn giản. Chúng ta cắt cái đầu nó đi, chúng ta đổ vào cái cốc nước này, chúng ta hòa tan ra. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ nhúng cái cành mà chúng ta muốn dâm vào cái dung dịch đấy nhé. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái dung dịch đã hòa loãng cái phân này, chúng ta tưới cho cây con để kích thích cây con sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh nhé.